và học những cái mới, học cách bán hàng, học cách marketing, học cách sell, học các thứ để chúng ta trở lên thành công hơn. Đó là Hello, xin chào tất cả các bạn đến với 72 tư duy chiến lược kinh doanh của Phạm Đình Duy đã giúp Duy kiếm được 1 triệu đô từ vỉa hè. Và ngày hôm nay Duy bàn về một chiến lược. Chiến lược này có cái tên gọi là mở rộng vùng thoải mái của bạn. Thì vùng thoải mái là gì? Là Duy định nghĩa đơn giản thôi. Vùng thoải mái là mình cảm thấy thoải mái khi mình làm một việc gì đó. Còn ví dụ như là bạn đi bán hàng, bạn cầm bán hàng, bạn thấy không thoải mái, bạn gặp một người lạ, bạn không thấy thoải mái. Bạn nói chuyện trước camera, nói chuyện trước ống kính quay video, bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn nói chuyện trước live stream, bạn nói chuyện trước sân khấu, bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn học cách bán hàng, bạn học cách bán hàng nhưng mà bạn không đi bán hàng tại vì bạn cảm thấy không thoải mái. Bạn học cách marketing, quảng bá về bản thân mà bạn không quảng bá, bạn cảm thấy không thoải mái. Thì cái chiến lược ngày hôm nay là cái chiến lược mở rộng vùng thoải mái. Tại vì sao lại phải mở rộng vùng thoải mái? Khi chúng ta làm càng nhiều những việc không thoải mái thì dần dần chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái. Ví dụ như khi mà chúng ta mới bắt đầu live stream chẳng hạn, mới bắt đầu bán hàng, chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái, chúng ta ngượng ngùng, chúng ta ấp úng. Nhưng chúng ta mở rộng cái vùng thoải mái ra dần, chúng ta live stream, chúng ta nói nhiều lặp đi lặp lại thì một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái khi chúng ta nói trước live stream như thế này. Và ví dụ như Duy chẳng hạn, trước kia khi mà Duy ngồi nói chuyện trước cái điện thoại như này thì Duy không thể nói được. Và ngồi nói chuyện trước cái camera như thế này thì Duy cũng không thể nói được. Nên là khi mà cứ nói đi nói lại thì cái vùng thoải mái của mình nó được tăng lên. Và muốn giàu có và thành công thì chúng ta phải mở rộng cái vùng thoải mái. Có một cái bí mật ở đây, chúng ta cứ làm những việc không thoải mái một thời gian dài. Cứ làm những việc không thoải mái một thời gian dài thì chúng ta sẽ thoải mái với công việc đó. Tại vì chúng ta quen nó rồi. Khi mà chúng ta ngồi đầu tiên, chúng ta ngồi trên chiếc ô tô cũng vậy. Chúng ta ngồi trên chiếc ô tô thì chân thắng, chân ga, chân chúng ta đạp lộn xí vậy. Rồi chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta cảm thấy sợ, chúng ta cảm thấy sợ hãi rồi không thoải mái khi mà ngồi lần đầu tiên trên chiếc ô tô. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đi được một ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và chúng ta thi được bằng và chúng ta chạy ra đường 1 đến 2, 3 tháng thì khi mà quay lại thì chúng ta ngồi trên một chiếc ô tô, chúng ta lái rất là thoải mái và sướng hơn đi xe máy rất là nhiều. Nhưng mà trong những ngày đầu tập luyện thì chúng ta cảm thấy là nó không thoải mái đối với mình. Thì tất cả những người thành công và giàu có thì luôn luôn mở rộng cái vùng thoải mái của mình. Và để cho nó càng rộng càng tốt. Thì khi mà mở rộng thoải mái đấy, chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều cơ hội hơn. Chúng ta học được nhiều cách kinh doanh hơn và chúng ta nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và cái tư duy ngày hôm nay Duy chia sẻ ở đây là muốn trở nên giàu có và thành công, chúng ta nên mở rộng cái vùng thoải mái của mình và học những cái mới, học cách bán hàng, học cách marketing, học cách sell, học các thứ để chúng ta trở nên thành công hơn. Đó là mở rộng vùng thoải mái của mình. Duy xin kể thêm về một cái câu chuyện về bản thân của Duy, về cách mà Duy đã mở rộng vùng thoải mái như thế nào. Thì khi mà bắt đầu bán bánh mì ấy, cái đầu tiên là khi mà mình đi chọn mặt bằng chẳng hạn. Mặt bằng thì đối với cái mô hình bánh mì thì là mặt bằng chỉ xin ở trước cửa những cái quán và chúng ta phải đến những cái quán đó và chúng ta xin người ta cho mình đứng cái xe bánh mì trước cửa những cái quán đó. Khi mà lần đầu tiên Duy đi thì Duy rất là ngại ngùng, tại vì hỏi không biết họ có cho mình đứng hay không, rồi không biết hỏi làm sao, không biết nói chuyện làm sao. Nhưng mà mình cứ đi dần dần, mình hỏi lần đầu tiên thì mình thấy ngại lắm. Mình ngại, mình vào, mình ấp úng, mình nói không được. Mình không biết cách xin người ta cho mình đứng mặt bằng nào, không biết cách thuê thế nào. Thế là mình cứ làm dần dần. Rồi lần thứ hai mình đi mình hỏi. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư. Rồi cái vùng thoải mái của mình nó được tăng dần lên. Và những cái cách kiếm mặt bằng của mình nó cũng điêu luyện, cũng giỏi lên nhiều hơn. Và rồi lần thứ 10, thứ 20, thứ 30, thứ 40, 40, thứ 50 gì đó. Thì tất cả những lần đó thì nó đã là thoải mái rồi. Những lần hàng chục phía sau nó đã là thoải mái rồi. Nên là Duy làm nó một cách rất là đơn giản. Có một câu chuyện tiếp theo đó là khi mà mình đứng ở ngoài vỉa hè ấy, thì đầu tiên mình bán hàng, mình bán bánh mì thì nó không có thoải mái. Tại vì mình đang làm một công việc mà trong hành chính, trong văn phòng, mà tự nhiên mình bỏ ra mình bán bánh mì chẳng hạn, thì mình cảm thấy nó
không thoải mái khi mình đứng ở ngoài vỉa hè, rồi mình cảm thấy sợ nên là, nhưng mà mình cứ làm nhiều, mình làm nhiều rồi mình cứ bán đứng bán nhiều rồi thấy có kết quả rồi cuối cùng mình thoải mái. Thì tất cả những công việc gì anh em làm đầu tiên nó cũng không có thoải mái đâu, nhưng mà cứ làm đi làm lại nhiều thì nó sẽ thoải mái thôi. Và các bạn cảm thấy cái video ngày hôm nay hay hoặc là hữu ích, hãy chia sẻ cái video này hoặc bình luận ở phía dưới hoặc đăng ký vào kênh của Phạm Đình Duy để Duy có động lực chia sẻ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.